Sáng ngày 25 tháng 11, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Nghi Xuân đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Hà Tĩnh Trần Thị Hải Việt, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nghi Xuân Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lê Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng cùng các ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy. Huyện Nghi Xuân hiện có 17 tổ chức hội cơ sở với 8.015 hội viên, 100% xã thị trấn, trường học và các trạm y tế xã có chi hội chữ thập đỏ. Trong những năm qua, các phong trào, cuộc vận động của hội được triển khai sâu rộng và đạt kết quả tích cực. Công tác xã hội nhân đạo được triển khai ngày càng sâu rộng, có sức lan tỏa. Trong đó, phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam thực hiện có hiệu quả, đã huy động được hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ 46.000 suất quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi. Thực hiện tháng nhân đạo hàng năm, các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, có sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân. 5 năm qua, các cấp hội đã tổ chức tặng quà cho 1.415 người, trị giá 621 triệu đồng. Trong hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Nghi Xuân đã vận động được tổng giá trị hơn 1,9 tỷ đồng, cứu trợ khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo và tặng quà nhân các ngày lễ Tết cho 3.200 lượt trường hợp. Ngoài ra, Hội Chữ Thập Đỏ huyện còn phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Mắt Hà Nội, tổ chức khám cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ số tiền 14,6 triệu đồng cho 73 lượt người mổ mắt. Cũng trong nhiệm kỳ, Hội Chữ Thập Đỏ huyện đã vận động được trên 2.700 người đăng ký hiến máu, thu được 1.992 đơn vị máu. Ngoài ra, Hội Chữ Thập Đỏ huyện còn huy động cán bộ hội viên, tình nguyện viên nấu trên 5.000 suất cơm hỗ trợ cho các khu cách ly y tế, chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, trị giá 150 triệu đồng. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Nghi Xuân được Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Chữ Thập Đỏ huyện phấn đấu đạt xuất sắc, toàn diện, tiếp tục nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. 100% cơ sở hội tổ chức hiệu quả phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Hàng năm tổ chức trao tặng và trợ giúp nhân đạo cho hơn 500 đối tượng là hộ nghèo, hộ gia đình chính sách với số tiền trên 3 tỷ đồng, hoàn thành và vượt chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện. Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết bầu 21 người vào Ban Chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Cao Thị Thu tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng đã bầu 7 đại biểu dự Đại hội Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 9 thời gian tới.